chính dấu hiệu của một thằng nhỏ khỏe mạnh khiến anh em tự hào. Tự hào chứ, đâu phải đàn ông nào muốn có thằng nhỏ khỏe mạnh cũng được. Muốn thật sự sở hữu một thằng nhỏ khỏe mạnh thì anh em cần phải quan tâm đến rất nhiều yếu tố, từ lối sống cho đến vệ sinh rồi cả dinh dưỡng. Nếu một ngày nào đó anh em bỗng nhiên cảm thấy sai sai về thằng em của mình, hãy kiểm chứng lại những dấu hiệu tôi sắp liệt kê dưới đây. Mỗi dấu hiệu sẽ đại diện cho một vấn đề về sức khỏe, do đó ổn thỏa 8 trên 9 rồi thì vẫn phải quan tâm đến điều cuối cùng nha anh em. 1. Vẫn cứng đều đặn. Đây là dấu hiệu rất dễ kiểm tra, cùng một kiểu kích thích, cùng một thời điểm trong ngày, cùng một trạng thái sức khỏe mà lúc mềm lúc cứng thì không ổn. Rối loạn cương cứng đang ngày càng phổ biến, với nhiều cấp độ khác nhau. Nếu cứng mạnh mẽ mọi lúc thì các ông có thể yên tâm được rồi. 2. Nước tiểu không có màu nặng. Màu nặng ở đây là các màu khác màu vàng và trắng, sẽ là vàng đục nếu anh em uống ít nước. Thế nhưng, nếu một ngày xấu trời nào đó, nó bỗng chuyển sang màu hồng hay đỏ thì hơi căng rồi đấy chiến hữu. Đó là dấu hiệu của tổn thương tuyến tiền liệt, bàng quang hay thậm chí là thận. Thậm chí dấu hiệu này còn nguy hiểm hơn có máu trong tinh binh. 3. Hứng cũng không được có dấu hiệu lặn. Chuyện gì chứ ham muốn mà không có là không được. Dù cho có vận bù đầu thì đâu đó anh em vẫn phải nghĩ đến chuyện giải tỏa. Nhưng kiểu bình thường anh em rất hay nghĩ đến dần chiếu vậy mà cả nửa tháng gần đây, chẳng mảy may nghĩ đến chút nào thì có chút vấn đề rồi đó. Còn hứng tình liên tục thì đâu đó vẫn ổn. 4. Phần đầu của thằng em không quá to. Nếu kích thước phần đầu bị to hơn phần còn lại của súng, quá nhiều, đồng thời còn đỏ ửng lên, chứng tỏ nó đang bị sưng, mặc dù đôi khi không gây đau nhức. Đây là một kiểu viêm được gây ra bởi vi khuẩn hay nấm. Miệng nó không xuất hiện, anh em vẫn an toàn. 5. Thằng em vẫn rất nhạy cảm. Kiểu một cái va chạm nhẹ của nó anh em cũng cảm nhận được, hay nó phản ứng cứng rất nhanh với các kích thích. Chúc mừng chiến hữu, mọi chuyện vẫn đang rất tốt. 6. Không đi tiểu quá nhiều lần. Thằng em vẫn khỏe mạnh và tuyến tiền liệt của anh em vẫn đang ở trạng thái bình thường. Khi thận bị tổn thương hay tuyến tiền liệt bị nới rộng, chúng ta mới có xu hướng xả van một cách thường xuyên hơn. 7. Vẫn xả đạn và lên đỉnh đều đều. Chứng tỏ lượng testosterone anh em đang sở hữu vẫn ở mức dồi dào và luôn trong trạng thái sẵn sàng được sử dụng. Ngoài ra, chứng trầm cảm cũng gây tác động không nhỏ đến với khả năng cảm nhận cực khoái của chiến hữu. 8. Thằng em khi sung mãn không cong quá 30 độ. Đây cũng là cột mốc để anh em đánh giá xem đâu mới là độ cong chấp nhận được của thằng nhỏ. Rất nhiều người mắc phải hội chứng Peyronie, bệnh cong súng khi sở hữu một thằng em cong vút. Hãy tự cảm thấy may mắn khi anh em không nằm trong số đó đi. 9. Cậu nhỏ luôn luôn sẫm màu. Màu sắc của thằng em bên dưới không phụ thuộc quá nhiều vào màu da. Dương vật lúc nào cũng có màu sẫm hơn. Thêm vào đó nó cũng là nơi bí bách và nhiều mồ hôi, thành ra tối màu hơn những chỗ khác cũng là điều bình thường. Nếu một lúc nào đó anh em nhận thấy màu sắc khác lạ của nó thì bắt đầu xoắn đi là vừa rồi. Đấy, toàn những dấu hiệu dễ nhận biết thế thôi. Anh em nào tự hào mình sở hữu một thằng em khỏe mạnh với 9 trên 9 thì để lại bình luận tôi xem.